Xin chào những quý vị khán giả đang theo dõi Hà Nội Review. Tôi là Minh Dũng. Còn tôi là Minh Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hà Nội Review rất vui khi được tiếp tục chia sẻ tới quý vị một thức quà đặc trưng của người Hà Thành. Và món ăn ngày hôm nay mà chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là chả cá Hà Nội. Chả cá thì là một đặc sản mà nhất định phải thử khi mà du khách đến với thủ đô. Và đặc biệt thì món ăn này cũng thể hiện được sự tài hoa tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực của người Hà Thành. Và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Minh Hương và Minh Dũng cùng đi thưởng thức món chả cá Hà Nội trên con phố Phùng Hưng nhé. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt trong không gian bếp của một quán chả cá thuộc phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và để có thể khám phá thêm về công đoạn để chúng ta chế biến ra một món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội thế này. Em chào anh. Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu cho em cái loại cá này là cá gì không ạ? Anh xin giới thiệu đây là cá chả lăng. Một anh được nuôi riêng, được tuyển chọn riêng và sẽ được đánh bắt tươi hàng ngày, chế biến buổi sáng. Tại sao mà khi làm chả cá thì mình lại lựa chọn dòng cá lăng mà không phải là một cái cá khác như ví dụ như là cá quả chẳng hạn ạ? Cái dòng cá lăng này thì cái thịt của nó rất là dai, giòn và ăn nó sẽ rất là thơm. Như dòng cá khác thì ăn nó sẽ hơi bị bở. Còn riêng dòng cá lăng này nó chất lượng nó sẽ rất là dai. Ngoài ra về cái độ thịt đấy thì có phải là thường thì các dòng cá khác nó sẽ nhiều xương hơn và khó lọc hơn đúng không anh? À đúng rồi, các cái dòng cá quả kia thì xương nó sẽ có nhiều xương răm và mình rất khó lọc, còn riêng cái dòng cá lăng này thì nó có ít xương và cái thịt của nó sẽ chắc hơn. Cái con cá này thì mình có biết cách nào để mình chọn ra một con cá ngon không? Nếu mà quan sát bằng mắt thường đi. Quan sát bằng mắt thường thì một con cá nó ngon nó phải rơi vào tầm 4 cân. Nó phải đạt chất lượng to như vậy, kích cỡ như vậy thì thịt cá nó mới được chắc rồi. Một số quán chả cá thông thường em ăn ý, thì họ sẽ dùng nướng cá bằng vỉ. Ở đây em thấy là mình có kẹp một cái que tre ạ. Đúng rồi. Thì cái việc dùng que tre này nó có khác gì không ạ? Nó sẽ theo cái kiểu truyền thống ngày trước các cụ ấy là hay dùng que tre để kẹp cá nướng ở trên than. Cho nên là anh sẽ lấy theo cái kiểu truyền thống. Và nướng trên than hoa sẽ đạt độ thơm hơn. Thế vậy còn cái hương vị thì mình có giữ lại những cái hương vị giống như là truyền thống không hay là có thêm bớt và gia giảm như nào không ạ? Hương vị thì của anh là cũng giữ theo kiểu truyền thống, cũng có mùi vị thơm của riềng, mẻ, nghệ. Cái chả cá mà vừa nãy anh đã ướp rồi thì anh đã chuẩn bị sẵn chả cá mà anh đã ướp trước được tầm 3 tiếng rồi. Thì bây giờ anh sẽ chiên sơ lên. Công đoạn chiên sơ lên và sẽ ra ngoài kia để nướng than hoa. Dạ vâng. Và đây em thấy là có hai chảo dầu, một chảo to với cả một chảo nhỏ. Thế thì chảo nhỏ này để chiên gì và chảo to để chiên gì ạ? À, cái chảo to này anh sẽ để chiên cho chả cá. Và cái chảo nhỏ này anh sẽ chiên cho cái món lòng cá ba sa. À, lòng cá đúng không? Đúng rồi. Và cái món ở đây. À đây lại không phải lòng cá lăng hả anh? Ừ, cái lòng cá lăng thì nó sẽ rất là ít. Bởi vì mỗi một ngày sẽ không được nhiều. Và cái lòng cá ba sa này nó đi ăn kèm với lại cái món chả cá này rất là hợp. Lòng cá lăng nếu mà em muốn ăn thì sẽ phải đặt trước hay sao ạ? Đúng rồi, cái lòng bao tử cá lăng đấy thì em ăn sẽ đặt trước bởi vì anh sẽ hạn chế cái số lượng bao tử đấy. Ừ, tức là không phải hôm nào quán cũng có bao tử cá lăng. Đúng rồi. Cái hai cái loại lòng đấy thì nó có khác gì nhau, cái loại cá lăng kia thì nó có ngon hơn không ạ? Cái bao tử ba sa kia, bao tử cá lăng kia thì nó rất là ngon. Nó giòn. Sẽ giòn gấp đôi với cái lòng ba sa này. Ồ, nghe thì cũng rất là hấp dẫn rồi, thế nhưng mà lòng cá ba sa thì cũng là một món mà tôi thấy cũng rất là thú vị đấy và cũng rất ngon nữa. Bây giờ thì mình sẽ chiên anh nhỉ? Dầu em thấy là cũng sôi rồi đấy. Ừ, bây giờ dầu được rồi anh sẽ chiên sơ lên xong để ra ngoài kia nướng.
cá đã sôi sùng sục trên chảo dầu rồi. Cái này mình chỉ chiên sơ thôi đúng không anh? Ừ, chiên sơ lên cho nó săn chắc ạ. Em nghĩ là chỉ khoảng 30 giây thôi anh nhỉ? Ừ. Sau đó chúng ta sẽ quay sang chiên chả cá. Về cá thì mình sẽ chiên trong khoảng bao lâu ạ? Cá này mình sẽ chiên trong tầm 1 phút thôi. Khoảng 1 phút. Cái việc chiên sơ này thì có tác dụng gì anh? Chiên sơ này để cho cái da cá nó được săn lại. Nó sẽ không bị bong ra khỏi cái thịt cá và giúp cho miếng cá được giữ nguyên vẹn. Và thực sự là khi mà chúng tôi đứng ở trong cái không gian bếp này thì cái mùi hương khi mà chiên sơ thôi cũng rất là thơm rồi. Có vẻ là cái công đoạn ướp thì cũng đã được điều chỉnh ra giảm gia vị rất là phù hợp. Cá này thì chúng tôi đã chiên sơ qua một lần rồi, bây giờ là sẽ đến bước thứ hai, đó chính là nướng ở trên than hoa. Anh ơi, nướng này có khó không? Có cần phải đòi hỏi kỹ thuật như nào không ạ? Dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng rất khó. Bởi vì thực ra là cái khó nhất ở đây là mình nướng sao để cho nó vừa đủ để đẩy dầu ra ngoài. Bởi vì đây đã qua một lần chiên rồi. Thì khi mình bắt đầu cái mặt nó xe lại và nó chảy ra mỡ thì bắt đầu nó sẽ có lửa. Thì lúc đó là chúng ta sẽ lật mặt lại thì cái dầu nó sẽ được chảy ra rất là đều. Thì khi mà lên trên bếp của em là nó sẽ hoàn toàn nó không còn nhiều dầu nữa. Em thấy là một số quán họ sẽ xiên cá bằng ví dụ có thể là xiên kim loại này. Thế thì vì sao mình lại sử dụng là que tre? Khi mà dùng que tre thì nó sẽ chín đều hơn. Chứ nếu mà em dùng vỉ thì sẽ có đoạn sống, đoạn chín, bao đoạn giữa nó sẽ là chín hơn. Và cái đoạn xung quanh nó bị sống. Cái phần chảo que tre đấy thấy là nhìn thì tưởng đơn giản ấy, thế nhưng mà để mà cho miếng cá vào cá không bị nát là cả một nghệ thuật anh nhỉ? Đúng rồi em ạ. Cái này chắc là mình có tiết lộ được không ạ? Cái này thực ra là cho anh xin phép được giữ bí mật. Bởi vì cái này nó cũng hơi khó một chút. Đến nay thì quán mình đã mở được bao lâu rồi anh? Anh mở được khoảng gần 3 năm rồi. Và khi mà mở ra thì anh thấy lượng khách mà đến đây như nào và mọi người nói thế nào về cái món chả cá này ạ? Thực ra mà cái mà anh nghĩ anh thành công nhất thì là lượng khách của anh chủ yếu là các cô chú trung niên và các bạn trẻ cũng dần dần là... Tới thời điểm đầu tiên thì các bạn trẻ rất là ít. Nhưng sau đó thì được một thời gian khi các cô chú ăn nhiều rồi và các bạn về chia sẻ với các bạn thì các bạn ra trẻ biết ra ăn rất nhiều. Thì anh rất vui là cái món truyền thống của Hà Nội được phát huy lên một nước mới. Cái nướng cá này thì mình có cần lưu ý gì không anh? Thực ra cái lưu ý quan trọng nhất của nó là không để miếng cá bị cháy. Tức là mình sẽ phải chở nhiều lần anh nhỉ? Chở nhiều lần, tức là để đủ cho nó chín ở trong và mặt ngoài nó không bị cháy quá. Em cũng đang tiện có găng tay thì em có thể phụ anh một chút không? Cái này chín rồi em đưa cái khác nhé. Dạ vâng ạ. Chín là mình sẽ để ở thay bên này. Đúng rồi em. Một thanh cá rất là nặng anh nhỉ? Được 5 miếng. Mỗi một suất sẽ là một xiên như này hả anh? Mỗi suất là một xiên như này. Nhưng mà định lượng cá như anh vì miếng nó khá to và dày, thành ra là định lượng nó chỉ có 5 miếng. Nhưng mà nếu mà nói về trọng lượng thì của anh nó sẽ rơi khoảng độ từ 150g đổ lên. Cái này thì mình có thời gian để lật từng mặt không? Cái này không phải tính bao lâu mà tính là đến khi nào mà nó đủ độ và nó chảy dầu ra thì là sẽ có một hiện tượng là lửa nó cháy bốc lên. Thì lúc đó ta lật lại đấy, như này là miếng này là được đấy. Cái này thực ra nó là kinh nghiệm nhiều hơn câu chuyện là nó là số lượng lần lật. Đúng là thực thì nó đòi hỏi sự tinh tế, đó là nghệ thuật. Không phải ai cũng, ví dụ chúng ta chỉ cần công thức là chúng ta học được luôn. Và sẽ phải đòi hỏi rất là nhiều kinh nghiệm, nhiều lần nấu. Như em rất là chuyên nghiệp đấy. Em cũng vận dụng mắt thường là thấy là lửa bốc lên là mình cũng lật luôn anh okay. Nhỉ? Ok. Bây giờ mình sẽ gỡ cá đúng không? Đúng rồi anh. Đầu tiên là em gỡ như này. Đây, bắt đầu đẩy từng miếng ra. Cái này nó sẽ hơi nóng một xíu. Cũng phải cẩn thận đúng không? Đúng rồi, cái này có bị dính cá vào que không anh? Có dính chứ. Nếu mà mình không gỡ không khéo nó sẽ bị dính.
Thế đây thực sự là mình sẽ phải rất là cẩn thận, bởi vì là chỉ cần gỡ mạnh một chút thôi là cá sẽ bị nát. Dũng thử gỡ thử một xiên đi để Minh Hương xem độ khéo tay của Dũng như thế nào. Chắc là tôi sẽ không thể nào khéo bằng anh chủ quán này. Đầu tiên là mình gỡ cái này ạ. Đúng rồi kìa, đấy là... Rồi, em gỡ thế quá tốt đấy. Cũng đẹp đấy. Cũng da gì và này nọ đúng không quý vị? Đây, một xiên chả cá tôi gỡ ở phần bên này. Cái này ngoài ra mình còn công đoạn nữa. À, cho giềng lên ạ. Trời, giống MasterChef. Công đoạn này cũng khá quan trọng. Khi mà mình cho vào chảo nó sẽ rất là dậy vị. Đây là hai suất, hai phần cá và hai phần lòng. Thường thường là đĩa này bên anh sẽ ra như thế. Cái khẩu phần này thì dành cho khoảng 2 người anh nhỉ? 2 người. Anh nghĩ là thường thường là như bên anh thì một người chỉ một cá một lòng là đủ no luôn đấy. Quý vị, đây mới là một suất hoàn chỉnh, hai suất hoàn chỉnh. Có cá và có lòng rất là ngon, hấp dẫn. Thơm quá trời luôn. Mình cũng là khách hàng ruột ở đây, ăn khá là thường xuyên. Em có đếm số lần có đếm được không? Cũng chắc là không để đếm được, vì là một tháng ăn phải 3-4 lần ở đây. Một năm thì ăn rất là nhiều lần. Điều đầu tiên mình ấn tượng ở đây là cá nướng, và thứ hai là tươi. Khi cá nướng ở đây là cá nướng than hoa và có thêm giềng, ăn rất là thơm, thịt cá chắc. Tôi ăn ở quán này nhiều lần rồi, hương vị ở quán này rất ngon, mà không bị mỡ, mà chả cá nó dai. Phần cá nó dai, mắm tôm thì rất vừa mồm và ngon, không bị tanh. Tôi thích ngồi vỉa hè, tại vì vỉa hè là dân dã, mà thoáng mát, mà nó không kiểu như là chen chúc như ở trong cửa hàng. Nó đông đúc mà cứ chen lấn, xô đẩy. Mình cứ thích ăn ở đây thì nó dân dã, mà nó, và tôi thích ăn ở đây là nó dân dã, mà nó kiểu như phù hợp với người Việt Nam của mình. Không gian quán vỉa hè hay là nhà hàng thì nó cũng không quá quan trọng đối với mình, vì là thực ra thì mình thích cái không gian thoáng đãng như này hơn, và đồ ăn ngon mới là quan trọng. Thì ăn tại đây thì ngoài việc được không gian thoáng đãng, vỉa hè đúng đậm chất là đường món ăn đường phố Hà Nội, thì mình còn thỉnh thoảng được ngắm tàu chạy qua lại ở đây nữa, nó rất là thú vị. Kể cả mọi người mà kể cả tôi cũng thích ăn vào mùa đông, mà ấm áp mà nó nóng hổi, nó ngon miệng. Một bữa ăn này dành cho 2 người bao gồm cả lẩu cá nhỏ thì khoảng 500.000 cho 2 người. Thực ra mình nghĩ là giá rất là hợp lý cho với cái chất lượng như thế này, nếu mình không muốn nói là hơi rẻ một chút. Suất của chúng ta đã có rồi đây. Em cảm ơn anh. Wow, vậy là món chả cá của chúng tôi đã có rồi. Và cảm quan ban đầu thì Minh Hương thấy là suất chả cá này rất là đầy đặn luôn. Rất đầy đặn, một phần đầy đủ thì sẽ có là đây chúng tôi gọi hai suất chả cá và hai suất lòng, thì sẽ được phục vụ kèm với cả một đĩa bún này, bún hến anh nhỉ? Bún hến đấy mà. Bún hến này, có rau thơm này, có ớt, có chanh, có hành ngâm và một đĩa lạc nữa. Ở đây có một điểm đặc biệt là sẽ sử dụng bún hến chứ thay vì bún dối như nhiều hàng chả cá khác. Lý do vì sao mình lại lựa chọn loại bún này hả anh? Bởi vì vị gốc nguyên bản thì ngày xưa các cụ ta là sẽ dùng bún hến chứ không dùng bún dối. Nhưng vì sau là cũng kiểu, anh nghĩ là cũng do kiểu công nghiệp hơn thì thành ra mọi người sử dụng bún dối, nó sẽ đạt được sự tiện lợi hơn. Nhưng mà anh thì anh vẫn muốn là đưa một cái mà nó cổ truyền nhất, nguyên bản nhất đến với khách hàng. Nói đến cổ truyền nhá thì em cũng ấn tượng với cả cái chảo gang này.
Bởi vì chảo gang này thường là nó đã có chống dính sẵn rồi và cái độ an toàn của nó sẽ tốt hơn thay vì những cái loại chảo chống dính bây giờ. Và hơn nữa là khi mà nấu với chảo gang những cái món đồ chiên xào ấy sẽ ngon hơn nữa. Và nhiều người nói là mặc dù vẫn là cái công thức đấy nhưng mà dùng chảo gang so với chảo thông thường thì chảo gang chắc chắn là sẽ ngon hơn. Bây giờ thì làm thế nào để có thể chế biến đấy ạ? Anh xin phép nhé. Dạ. Thông thường sẽ là các bạn nhân viên như hôm nay cho phép anh. Dạ vâng ạ, anh cảm ơn anh. Đầu tiên là mình cho một ít dầu lên anh nhỉ? Đúng rồi, cho một ít dầu vào em ạ. Anh ơi, vì sao mình lại phải cho một cái lớp thì là và hành ở dưới? Bởi vì thông thường em nghĩ là các cái loại rau thơm ấy thường là mình sẽ để cuối cùng cho lên trên. Thực ra cho hành thì là vào trước thì thứ nhất là nó sẽ chín đều hơn. Cái thứ hai là cá này về bản chất là khi mình nướng qua nó đã chín rồi. Bây giờ mình phần này cuối cùng là mình làm nóng lại và để đẩy cái hương vị hành thì là lên vào với cá. Thì hành thì là bao giờ mình cũng nên để dưới. Với cả nó sẽ giúp thêm một việc nữa là nó tránh sát. Wow, thực sự quý vị ạ, ngồi đây ngửi thấy cái mùi thơm của hành, của thì là hòa cùng với cá này, với riềng này. Rất là thơm và hấp dẫn. Đặc biệt là phù hợp vào những cái ngày trời mùa đông và thời tiết Hà Nội hơi se se lạnh như thế này đúng không? Thực ra là mùa nào cũng có thể ăn món này được, thế nhưng mà mùa đông thì sẽ là ngon nhất. Đúng rồi, hợp lý nhất. Cá xong rồi bây giờ anh mới dùng bữa nhé. Anh là phục vụ quá là tận tình luôn ấy. Em có thể dùng thêm rau thơm, rau mùi là cái này tùy mình nhá. Vâng ạ. Cảm ơn anh. Vâng thưa quý vị, mặc dù là mô hình vỉa hè thế thôi, nhưng ở đây thì nhân viên cũng phục vụ chúng ta rất là nhiệt tình đúng không? Từ việc là rán cá này và gắp ra bát cho chúng ta nữa. Về mức giá thì chúng tôi thấy rằng là cũng tương đối hợp lý khi mà một phần cá như thế này dành cho một người sẽ là 139.000, với lòng cá là 45.000. Thì tôi thấy rằng là cái mức giá cũng tương đối là phù hợp so với cả mặt bằng chung. Ăn mắm tôm thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu chanh được rồi. Wow, khi mà đánh lên thì cái mùi mắm tôm nó dậy lên rất là thơm thưa quý vị. Ở đây có vẻ như là một quán khá đặc biệt đấy chứ. Với những nguyên liệu thì sẽ khác. Mặc dù là quán chả cá thì món này đã có từ lâu rồi, thế nhưng mà cách chế biến này và những cái nguyên liệu mà khi ra món thì lại là khác so với những cái quán truyền thống. Vâng. Vậy chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé. Mời quý vị khán giả. Món cá này thì ngon nhất là chúng ta sẽ thưởng thức khi mà nó còn nóng hổi và đúng rồi, ngon nhất là vừa gắp ra, chính xác. Khi ăn thì quý vị có thể dùng kèm với cả hành ngâm này, một chút lạc rang và rau thơm tùy thích. Ở đây rau thơm thì sẽ có mùi này, húng láng này. Đó, cơ bản là sẽ có hai loại như vậy. Nhưng cái phần cá này rất là chắc thịt và thơm luôn. Ngoài ra thì khi mà được nướng ở trên than hoa ấy, ở bên ngoài nó sẽ hơi cháy xém một chút và có một cái độ giòn, nhưng mà ở phía bên trong thì sao nhỉ? Mọng nước này nó kiểu mềm ấy. Đúng rồi. Wow, thực sự là mắm tôm là một cái món mà tôi rất là thích ăn. Thực sự là bún đậu mắm tôm này hay là ở đây chúng ta chấm chả cá với mắm tôm cũng rất là hợp nữa. Ở đây mắm tôm thì chúng tôi thấy rằng là cái hương vị nó khá là vừa phải. Ban đầu ấy thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mắm tôm họ không cho dầu này và nó không được loãng như là bún đậu thì mắm tôm nó sẽ hơi bị mặn quá. Nhưng ở đây thì họ gia giảm khá là vừa khi mà cái độ ngọt này, hậu vị này và hơi đậm một chút ở lúc đầu thì khiến cho miếng chả cá được tôn lên rất là ngon. Thực sự với những quý vị khán giả mà chúng ta không ăn được mắm tôm thì hơi tiếc một chút, thế nhưng mà cũng có thể thưởng thức chả cá với cả nước mắm chua ngọt cũng rất là ngon. Nhưng mà mắm tôm thì tôi vẫn thích nhất. Thực ra nói là ăn chả cá thôi nhá, nhưng mà mỗi lần Minh Hương đi ăn món này là sẽ ăn nhiều phần hành hơn ấy, có khi phải gọi đến 2-3 bát nữa ấy. Đúng rồi. Cái phần hành cũng như là thì là thì làm cho cái món ăn này được tôn lên rất là nhiều. Nó có vị thơm này, hơi cay nhẹ và cái mùi đặc trưng của thì là ấy, nó rất là hợp với cá. Nấu canh cá hay là gì là cũng phải cho thì là vào. Hơn nữa nó sẽ phần quyện với cả cái phần mỡ cá ấy, ở miếng cá nó tiết ra ấy, ăn rất là thơm. Đây, miếng cá còn vẫn nóng hổi này. Có một đặc điểm mà Minh Hương nghĩ là bún hến nên sẽ hơn bún dối là gì, Minh Hương biết không? Nó vừa miệng hơn, miếng nó nhỏ. Đúng rồi, dễ nhai và khi mà chấm mắm tôm ấy thì nó sẽ không bị văng lung tung. Chính xác, đúng rồi.
cái miếng bún rối này thì quý vị có thể thấy là cái kích thước ấy nó cũng khá là tương đồng với cả miếng cá thôi. Đó nên là khi ăn thì rất là vừa vặn. Suất cá ở đây cho một người, một que tre chả cá thì sẽ có 5 miếng với việc cắt tương đối là đều nhau. Ban đầu thì nghĩ là chỉ có 5 miếng cá thôi thì làm sao mà no được. Thế nhưng mà sau khi mà ăn và thưởng thức thì như ông thấy đây là một cái khối lượng khá là vừa phải và đủ để ăn no luôn ấy. Đúng rồi. Cái cảm giác khi mà chúng ta ăn ở phố Phùng Hưng này, có thể vừa ngắm đường tàu, thỉnh thoảng sẽ có đoàn tàu chạy qua lại này, và đặc biệt là vào cái thời tiết mùa đông của Hà Nội nó hơi se sắt lạnh một chút, và chúng ta nghe thấy cái tiếng xèo xèo của cá này, ngửi thấy cái mùi thơm này, và đặc biệt là cảm nhận cái hương vị ngon giòn ở bên ngoài và ngậy cũng như là mềm bên trong, nó là một cái trải nghiệm tôi nghĩ rằng là đa giác quan, đúng không? Theo như mà thông tin Minh Hương tìm hiểu ấy thì món chả cá này được bắt nguồn từ phố Hàng Sơn, bởi vì ngày xưa ở khu vực đó là có rất nhiều làng cá, làng chài này và có thuyền đánh bắt ở đấy nữa. Và có một hộ gia đình thì đã chế biến ra cái món chả cá này và được rất nhiều người thích, và nó phổ biến đến mức mà khi mà đến đấy thì mọi người cứ gọi là ra phố chả cá luôn. À, quen gọi đúng không? Đúng rồi, và từ đó thì tự nhiên là phố hàng chả cá ra đời. Như vậy là trước đây là phố Hàng Sơn thì chúng ta chỉ bán sơn để sơn những cái thuyền bè để có thể chống ẩm này hay là chống nước thôi. Thế nhưng mà đó, từ khi mà có hộ gia đình họ làm nên món chả cá này thì nó nức tiếng đến mức mà con phố Hàng Sơn bây giờ được đổi tên thành phố chả cá. Tuy nhiên thì bây giờ thì quý vị hoàn toàn có thể là không cần phải đến phố chả cá đâu. Khắp các con phố ở Hà Nội thì cũng đều có bày bán món chả cá này rồi. Và như là chúng tôi thưởng thức ở tại phố Phùng Hưng ngày hôm nay thì cũng cảm thấy là rất là thú vị, đúng không? Một cái mặc dù là không gian khác thôi, thế nhưng mà món chả cá thì cũng giữ nguyên cái được cái đặc trưng riêng. Minh Hương đánh giá về cái mức độ vệ sinh ở quán nhé, được chủ quán rất là chú trọng, bởi vì từng cái khâu chuẩn bị này, ví dụ như từ trong bếp thì đầu bếp cũng đeo khẩu trang và đeo găng tay, khi mà ra đến ngoài này thì nhân viên nướng chả hoặc kể cả là những nhân viên phục vụ nữa, khi mà chế biến này, chế biến cái món chả cá này cho khách thì cũng đeo găng tay. Rất là vệ sinh. Và thật ra là món chả cá Hà Nội gọi là chả thế thôi, thế nhưng mà thực ra nó là một miếng cá tươi được cắt mỏng và sau đó thì nướng trên than hoa này và đảo trên chảo. Với cá nhân Minh Dũng thì trước đây không có thích ăn cá lắm, bởi vì có một cái trở ngại đó là xương, rất là dễ sợ hóc xương. Thế nhưng mà chả cá đây là cá lăng, và cá lăng thì có một cái đặc điểm đó là nó ít xương răm đó, nó chỉ có những cái xương trục chính và xương lớn thôi, rất là dễ gỡ. Vì vậy thì quý vị nào nếu mà chúng ta ngại ăn cá bởi vì là có nhiều xương, sợ hóc xương ấy, thì cũng tôi nghĩ là có thể yên tâm được với cả cá lăng ở đây. Hơn nữa là quán ở đây chế biến phần cá cũng rất là ngon và sạch sẽ, ăn nó cũng không còn bị cái mùi tanh nữa. Rồi. Và với hai người với sức ăn bình thường này thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị có thể gọi hai suất chả cá này và 1-2 suất lòng là cũng vừa đủ, và quý vị có thể ăn kèm với cả bún nữa là đủ no. Tính ra thì trung bình sẽ hết tầm 200.000 một người nhỉ. Với mức giá đấy thì tôi thấy là cũng khá là phù hợp ở trên phố như thế này. Quán thì sẽ mở cửa cả ngày, thế nên là quý vị có thể đến đây để thưởng thức vào hai khung giờ. Buổi sáng thì sẽ từ 9 giờ cho đến 13 giờ, còn buổi chiều thì từ 17 giờ đến 23 giờ. Vì vậy thì quý vị hoàn toàn có thể thưởng thức vào cả buổi trưa hay là buổi tối muộn nữa. Và tuy nhiên thì khung giờ mà chúng tôi gợi ý cho quý vị đến đây để tránh bị đông quá hoặc chờ đợi quá là lâu, đó chính là từ 17 giờ cho đến tầm 19 giờ. Sau 20 giờ thì cái khung giờ nó sẽ hơi đông một chút, và vì vậy thì quý vị sẽ phải chờ khá là lâu. Hôm nay thì chúng tôi đến tương đối là sớm, vì vậy thì sẽ chỉ cần chờ trong khoảng từ 5 cho đến 10 phút thôi. Với những tiêu chí đánh giá và cảm nhận ngày hôm nay, Hà Nội Review sẽ dành cho quán chả cá trên phố Phùng Hưng là 4 sao. Ngoài ra thì có một tip, đó là khi mà quý vị đến đây một thưởng thức mà muốn ngắm cảnh tàu chạy qua thì có thể đến đây vào lúc 19:30 nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi số Hà Nội Review ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng là đã cung cấp thêm cho quý vị một địa điểm ẩm thực mới, và đặc biệt là trong những ngày se lạnh này. Và chương trình Hà Nội Review sẽ còn quay trở lại với những địa điểm thú vị, những món ăn hấp dẫn. Vì vậy thì quý vị ơi, quý vị đừng quên đón xem Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, ứng dụng Hà Nội On, website hanoionline.vn, và cùng với đó là những nền tảng số khác của Đài Truyền hình Hà Nội như là Facebook, YouTube và TikTok. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.